Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nhật Trương Speaker, kênh chuyên cung cấp thiết bị âm thanh gia đình hàng bãi xịn chưa qua sử dụng tại thị trường Việt Nam. Thì hôm nay là ngày mùng 8 Tết Nguyên Đán, thì bên Nhật đã bắt đầu khởi động lại. Và nhân dịp đây thì Nhật cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị, quý khách hàng có một năm mới thật nhiều sức khỏe và luôn thăng tiến trong công việc, và những cái khởi động mới luôn gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Rồi thì trong video hôm nay, Nhật xin phép được cập nhật đến cho mọi người thêm một mẫu loa cột vừa về trong đầu năm nay, đó là cặp loa cột Mid-Season có model là ZX4 ha. Thì video này thì chủ yếu là Nhật sẽ quay tổng thể hình thức ngoại thất và cũng như là gửi đến mọi người một số cái tần số đáp ứng cũng như là có thể ghép phù hợp với những cái dòng âm ly nào để cô chú anh chị mình tiện tham khảo và cũng như là tiện đánh giá trên cái video này ha. Và cặp loa này với cái phong cách và cũng như là cái diện mạo của nó hoàn toàn rất là đẹp ha. Và đợt này Nhật về thì nó cũng còn nguyên thùng nguyên kiện và còn đẹp, trên tình trạng đẹp trên 95%. Thì hiện tại bên Nhật đang bán cái cặp loa này với mức giá là 25 triệu, và đây là cái mức giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Thì tiếp theo thì Nhật xin phép được quay cận cảnh để cô chú anh chị mình tiện đánh giá và cũng như là tiện tham khảo về cái dòng loa này ha. Rồi xin mời mọi người ạ. Dạ rồi, thì đầu tiên thì Nhật sẽ xin phép được quay tổng thể về cái hình thức của cái thùng mút này ha các mọi người. Và bên trong cái thùng mút này thì cái cặp loa này tình trạng nó còn rất là đẹp nha mọi người. Riêng về cái thùng mút thôi thì mọi người cũng có thể nhìn vào đây và cũng có thể đánh giá được cái cặp loa mình còn giữ được tình trạng bao nhiêu phần trăm ha. Và bên trong thùng mút thì chúng ta sẽ có những cái phần đệm, còn đầy đủ phần đệm hết ha mọi người. Và tất cả những cái phụ kiện kèm theo thì nó còn đầy đủ ha. Đó, thì cái này thì Nhật sẽ quay sơ lược thôi. Rồi Nhật xin phép được lượt qua cái này ha. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái phần catalog. Thì trên cái bản catalog này sẵn đây thì Nhật cũng sẽ mở cho mọi người tham khảo về cái mức công suất và cũng như là cái dòng loa này nó có thể đáp ứng tốt trong cái nhu cầu nào ha. Rồi, riêng về cái mẫu loa này thì nó sẽ có model là ZX4 nè mọi người. Và loa là 3 đường tiếng ha. Mà chúng ta sẽ có dòng loa 3 đường tiếng, 3 quay 3 đường tiếng ha. Và chúng ta sẽ có hai cái phần một phần loa bass nè. Đó, và 130 mm ha, là 13 sen đó mọi người. Đó, chúng ta sẽ có hai cái phần loa bass 13 sen ha, và một phần loa mid một phần loa mid ha, cũng là 13 sen luôn. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái phần loa chép dome, là trên đây thì nó sẽ ghi là short dome ha. Thì tí nữa thì Nhật sẽ quay cái phong cách loa đặc trưng của Mid-Season để mọi người dễ dàng tham khảo về cái dòng chép dome này ha, short dome nè, đó gọi là chép dome á. Rồi, cái phần loa chép dome này thì nó sẽ là 38 mm ha mọi người. Đó, thì đây là một số cái thông số về cái ba cái tiếng loa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái tần số đáp ứng. Về mức công suất thì chúng ta sẽ có từ 25 cho tới 150W ha. Ở cái biên độ là 90 dB. Đây là một cái dải âm mà Nhật nghĩ là nó xuống rất là sâu ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có số ôm nè. Chúng ta sẽ có số ôm từ 4 đến 8 ôm ha. Maximum của nó là 8 ôm nha mọi người. Đó, tiếp theo ở phía bên dưới này là những cái phần dải trung cao ha. Đó, mọi người cũng có thể quan sát ở đây. Rồi, phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có phần kích thước nè. Về cái phần kích thước thì chúng ta sẽ có cái tổng chiều cao, chưa tính phần chân đế ha, thì chúng ta sẽ có là 1020 mm, có nghĩa là một mét trên 1 mét, ngoài 1 mét 0,20 ha. Rồi cái phần chân đế thì nó sẽ là có thêm 55 nữa. Đó, thì chúng ta sẽ cộng tổng dồn về lại cái phần này, riêng tính luôn cả phần chân đế thì sẽ có là 1075 mm ha mọi người. Đó, các anh có thể quan sát ở đây ha. Rồi, chúng ta sẽ có cái bề ngang của nó là 240 mm. Đó, mọi người có thể quan sát ha. Rồi, chiều rộng, chiều sâu vào của nó nè là 490. Đó, mọi người có thể quan sát ha. Và số ký của nó, chúng ta chưa tính cái thùng, thì cặp loa này có số ký là 24,6 kg, và tính luôn cả thùng thì nó sẽ là 27,2 kg ha. Rồi, đây là một số cái thông tin cơ bản về dòng loa cũng như là mức công suất tối đa chịu tải của nó cho phép ha mọi người. Đó, nó là ZX4 ha. Rồi, thì cái phần catalog này thì nó cũng sẽ có bấy nhiêu đó thôi, còn lại thì nó toàn tiếng Anh thôi, và cũng chỉ thêm cho chúng ta một số cái hướng dẫn sử dụng thôi. Đó, nếu như cô chú anh chị nào quan tâm thì có thể gỡ cái này ra để xem và tham khảo thêm ha. Rồi, mình xin phép được lượt qua cái phần catalog ha. Trên catalog này mọi người, đó có in logo của Mid-Season, rất đẹp ha mọi người. Rồi, tiếp đến thì Nhật xin phép được mời mọi người vào cái nhân vật bậc chính của mình ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có những hai cái bảng e căng nè. Đó, đây chúng ta sẽ có hai cái phần e căng với cái phần bên ngoài vỏ lưới còn rất đẹp ha mọi người, rất tươm tất nè.
Đó, bên trong là bằng nhựa nha mọi người. Đó, tình trạng thì rất là đẹp ha. Và trên cái phần e căng này nó có 500 nha mọi người. Thì khi chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ cần để vào cho nó hít vào thôi là được rồi ha. Không có, chúng ta không cần phải sử dụng chốt. Thì tất cả những cái dòng loa thế hệ mới sau này thì được nhà sản xuất họ làm rất là chỉnh chu về. Riêng về cái mặt 500 hít này thì Nhật thấy nó cũng khá là tinh tế và cũng rất, có một phần nào đó rất là sang trọng nè. Đó, rồi, Nhật xin phép được lượt qua hai cái phần e căng ha. Bên đây chúng ta sẽ có thêm một cái phần e căng cũng còn rất mới ha. Đó, tình trạng thì mọi người có thể quan sát ở đây, e căng của mình còn rất là đẹp và rất là mới ha. Rồi tiếp đến thì Nhật sẽ quay sơ về cái hình thức bên ngoài ha. Thì cái cặp loa này nó tình trạng lúc mà Nhật về Nhật tháo ra thì còn đẹp trên 98% luôn á mọi người. Không có một vết xước dâm và kể cả những cái phần cấn góc cạnh thì không có ha. Với một cái thiết kế cực kỳ tinh tế và cái màu sơn được bóng mà sơn bóng piano nhìn rất đẹp ha mọi người. Đó, nó có một cái vẻ gì đó rất là sang trọng nè. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ có những cái tiếng loa. Đầu tiên phía bên trên này thì chúng ta sẽ có một cái tiếng loa chép, tiếng loa mic ha. Đó, tiếng loa mic của mình sẽ có là 13 cm nè, 13 cm ha. Và với một cái phong cách làm rất là đặc biệt của Musician thì bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái màng loa và bên ngoài cái viền loa này thì nó sẽ là một cái khung thép được bảo vệ như thế này và làm thêm một cái phong cách kiểu rất là tinh tế và rất là sang trọng nè. Đó, mọi người có thể quan sát ở đây ha. Tiếp theo thì đây là một cái tiếng loa chép form đo, chép gọi là chép đo á mọi người, nhưng mà nó có một cái kiểu rất là đặc biệt. Nó sẽ có một cái mũi được đặt đồng trục cứng như thế này ha. Đó thì cái chép này nó có cái mũi rất là cứng và theo mà Nhật có tham khảo trên kênh những nhà sản xuất á, thì khi mà cái tiếng chép này nó ra thì nó sẽ không làm vỡ tiếng và cũng như là cái độ trên về cái mức dải cao của mình đó, nó không có bị lệch tiếng ha. Nên là khi các anh nghe cái bài nhạc đó rất là chi tiết và kiểu rất là sáng tiếng á đó. Thì cái đây là một cái thiết kế mà Nhật kỹ là rất là độc đáo của Musician nè. Đó, mọi người có thể quan sát ở đây ha. Và cuối cùng bên dưới này thì chúng ta sẽ có hai cái tiếng loa bass cũng là 13 cm ha, và cũng có cái công nghệ như cái tiếng loa mic ở bên trên đó, theo cái phong cách và một cái kiểu dáng rất là đẹp ha mọi người. Rồi thì Nhật sẽ quay xa để cho các anh mình quan sát cái cặp loa cho nó rõ hơn ha. Đó, về tình trạng thì Nhật cam kết là còn đẹp zin nguyên bản ha, và không có một vết trầy xước và cấn mớp nào cả, nên các anh cứ yên tâm ha. Rồi phía bên phía dưới này thì chúng ta sẽ có logo của Musician và chúng ta sẽ có thêm một cái phần chân đế đinh như thế này ha mọi người. Đó, nó làm thêm một cái phong cách rất là đẹp ha. Với những cái cặp loa này thì nếu như cô chú anh chị nào mình thích sở hữu về những cái mẫu màu trắng thì Nhật nghĩ các anh có thể lựa chọn những cái một cặp loa này về chơi, bày trí rất là đẹp, rất sang trọng và cũng như là kiểu dáng rất là trẻ trung và năng động ha mọi người. Đó, tình trạng thì Nhật sẽ quay thật kỹ ha. Rồi Nhật quay hai mặt hai bên và sau đó tiếp theo thì Nhật sẽ quay cái phía sau để mọi người dễ dàng tham khảo hơn. Đó, riêng về cái bề mặt phía bên trên cũng như là cái mặt bên, các mặt bên thì còn rất là đẹp ha mọi người. Thì Nhật cũng sẽ quay thật là kỹ lưỡng như thế này để gửi đến cô chú anh chị nào mình ở xa thì dễ dàng đánh giá và tham khảo trên cái video này. Nó thật chi tiết để khi các anh mình trước khi xuống tiền mua sản phẩm thì không có lăn tăn về vấn đề về sản phẩm ha. Đó, tình trạng thì Nhật quay rất là kỹ lưỡng rồi ha. Rồi tiếp đến thì Nhật sẽ quay về cái mặt phía sau và gửi đến mọi người thêm một số cái thông số kỹ thuật về cái dòng loa này và cái gương mặt phía sau để mọi người dễ dàng quan sát hơn ha. Dạ rồi, đây là tổng quan cái gương mặt phía sau của cặp loa ha mọi người. Đó, Nhật quay xa như thế này để các anh mình dễ dàng đánh giá về cái hình thức khi mà quay xa ha. Và tiếp theo thì Nhật sẽ quay lại cận cảnh. Đó, mọi người có thể thấy những cái đường bóng piano ở phía bên trên cái phùng loa này còn rất đẹp ha. Cái bên phía sau trên cùng này thì chúng ta sẽ có một cái tem của nhà sản xuất ha, Musician, và model của nó là ZX4. Và cái dòng loa này, design của nó cũng như là được sản xuất design tại Vương quốc Anh ha mọi người, in the United Kingdom nè, là được sản xuất và in tại Vương quốc Anh ha. Và video dưới này thì chúng ta sẽ có thêm một số cái thông tin địa chỉ nơi sản xuất ha mọi người. Đó, tình trạng thì rất là đẹp ha. Tất cả những cái phần, kể cả những cái phần tem này cũng còn rất là mới và không có dấu hiệu bị trầy xước hay là bị trầy xước hay là bị cấn mớp gì hết ha. Còn rất đẹp ha mọi người.
Rồi phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có hai cái lỗ thoát hơi được làm rất là tinh tế và rất là sang trọng ha mọi người. Đây chúng ta sẽ có một cái phần lỗ thoát hơi như thế này. Dạ, bên trong thì của những cái lỗ hơi này á, thoát hơi này thì chúng ta sẽ có một cái màn lưới để bảo vệ tránh côn trùng xâm nhập vào ha. Đó, từ những cái điểm chi tiết nhỏ này thì các anh cũng có thể đánh giá được cái dòng loa của mình. Nhà sản xuất họ làm rất là chỉnh chu ha. Đó, chúng ta sẽ có tổng cộng mỗi loa thì sẽ có hai cái lỗ thoát hơi như thế này ha. Đó thì từ đó nó sẽ nhật nghĩ thì bên trong này nó sẽ chia ra những cái khoang, ví dụ như khoang thoát hơi của phần mid chép ha, và phần phía dưới là phần thoát hơi của phần loa bass, thì từ đó thì nó sẽ không xung nhiễu vào cái tần số đáp ứng, cũng như là nó không có bị chênh về cái dải âm sắc á, nên là tiếng bass mid chép nó sẽ ra rất là đều và rất là rõ ràng ha. Rồi phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có những cái thần cầu loa ha. Đó, tình trạng thì mọi người có thể quan sát ở đây, cầu loa của mình còn rất là đẹp và rất là sáng ha. Rồi, đó, những cái kiểu được làm bằng chân đinh này rất là đẹp ha mọi người, có một cái vẻ gì đó rất là tinh tế. Rồi, đây là cái phần cọc loa phía sau của cái loa còn lại ha. Và Nhật sẽ quay thật chậm để mọi người quan sát cho nó tương tận hơn về cái cặp loa này. Đó, tình trạng thì còn rất đẹp ha mọi người, không có một điểm trừ nào. Dạ rồi, thì vừa rồi Nhật cũng đã quay tổng thể ngoại thất cũng như là một số cái thông tin cơ bản về cái dòng loa Musician ZX4 này để gửi đến cô chú anh chị mình tiện tham khảo rồi ha. Thì riêng về cái cặp loa này còn giữ được tình trạng đẹp trên 95% cho tới 98% luôn ha, không có một vết cứng mớp hay là trầy xước gì cả. Thì hiện tại bên Nhật đang bán với mức giá là 25 triệu một cặp loa như thế này. Và với cái cặp loa này về thì Nhật cũng đã có ghép thử với rất là nhiều dòng âm ly, đặc biệt là âm ly Denon và Marantz á, thì Nhật thấy là cái cặp loa này nó đánh rất là phù hợp với những cái dòng Marantz từ phân khúc bình dân cho tới cao cấp. Đó thì các anh có thể tham khảo thêm ha. Và riêng về cái đánh giá khách quan của Nhật á, thì cái dòng loa này nó sẽ ra cho các anh ba dải rất là đều tiếng và tiếng chép của nó rất là tí tách nè. Riêng về thì Nhật cũng đã ghép thử với một con âm ly thuộc phân khúc bình dân của Marantz rồi, đó là con BM1719 ha. Nó mang lại một cái dải âm sắc cực kỳ hay. Và riêng về thì Nhật có ghép thử với cái dòng âm ly bình dân á, thì Nhật nghe tiếng nó rất là đã và cảm giác như rất là thoải mái. Đó thì riêng về cái mức tiếng nhạc thì cũng tùy vào sở thích của mỗi người nữa, thì các anh có thể về phối hợp với những cái dòng âm ly mà các anh đang sở hữu ha. Đó, riêng về cái hình thức và cái ngoại hình này thì các anh có thể sở hữu vững cái cặp loa này về để bày trí rất là đẹp, và cũng như là nó có một cái kiểu dáng sang trọng và rất là bắt mắt ha. Đó, các anh có thể về bày trí lên những gian phòng khách cũng như là những gian phòng ngủ để nó tô lên một cái vẻ đẹp và sang trọng nhất định ha. Dạ rồi thì Nhật xin nhắc lại cái mức giá bán của cặp loa Musician XZ4 này, hiện tại bên Nhật đang bán với mức giá là 25 triệu. Đó, thì nếu như cô chú anh chị nào có thêm thắc mắc hay là nhu cầu gì về cái mẫu sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua hai số điện thoại cũng như là Zalo Nhật có để bên dưới góc phải màn hình của mọi người ha. Hoặc các anh cũng có thể đến tận địa chỉ là số 9T-579 đường Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12 để xem qua cái mẫu loa và cũng như là mình test cái chất âm của nó trước khi xuống tiền ha. Cuối cùng Nhật xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video lần sau ạ.